Xin chào nhà nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà cô dì chú bác bạn bè gần xa đang xem video của mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong mọi công việc nhé. Hôm nay mình đi xe ngang rừng nha, mình đi xe ngang bò vỉa và ông bác kỳ ông dứa. Xe nghe ông trên mọi miền Tổ quốc xin thật nhiều em nhé. Bây giờ bạn nha đồng hành video mình đi xe nghe nhé. Mình xin chào nha nhé. Để review nha, xin tôi ông còn về đất nhé. Bọng ra rồi nè, cái bóng này bọng cái bánh nhộng khá to luôn nè, nhìn các bác. Đây bộ vị đất mà bọng khá to luôn. Bọng nhộng khá đẹp luôn, nhìn các bác ơi. Cái bọng khá là to luôn. Bây giờ cái đầu mình sẽ lấy ra anh chị các bác ơi. Để lấy ra mình quay từng quán cho chị nhé.
cho mình lấy ra nhé, đừng quá. Tối nay tạm dừng nhé nha. Đi có tôi khác sẽ ghi lại nha, xin để tiếp vui tiếp nhé. Mình, xin chào nhà nhé, mình sẽ review nha, xem tôi ông bò về đất thứ hai nhé. Này hang lên chìm bác rồi. Con đất khá to luôn. Mình mua đống đất khá to anh chìm bác. Đang lên chỗ bác rồi, vừa đóng đất khá to luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu đào để mình ra thử có nhộng không với anh chị bác nha, đồng hành video của mình nhé. Khá là được luôn anh chị bác. Đóng ra đây một điểm đó. Thank you.
mình đã lấy ra sẽ mời chị bác ơi. Này hay bánh khá đẹp luôn. Quan trọng rất đẹp luôn anh chị bác ơi. Nhộng con rất to anh chị bác ơi, cái đó to luôn. Thời lượng video tối nay tạm dừng nhé nha, thì có tối khác sẽ ghi lại nha chị mẹ chú vui tiếp nhé.